trời mưa lắc rắc mà dẫn dắt đi câu cá trào. Ta cũng có lo bộ rồi thấy không? Trời ơi, đây là gương mặt vàng trong làng. Trời dính thiệt rồi. Không quăng câu nè. Một trăm nãy giờ dính cũng 3-4 con rồi đó. Thì ghé rồi, ghé rồi, ghé rồi. Chưa. Ngồi, thôi, buông ra đi. Ngồi. Mệt. Cá nói 100 thơm lâu cũng đâu có lâu được đâu. Đâu nhỉ, tủm tủm. Dính thế thôi, cho dính nữa hả? Đâu dính về. Đâu, dính nữa, dính nữa. Quăng lên. Kéo lên con. Tại nó thêm cho lên. Dạ chứ. Quăng cái chùm dính hoài luôn con nha. Good job. Tham qua bển cầu mình tốt bển luôn rồi. Thằng cầu dở dựng lên mặt trời. Nè, Trâm kêu coi tướng anh hai cầu rồi. Còn Trâm thì chút chứ chắc. Xào quá. Hồ đẹp quá. Thơm dính cá rồi. Đi kêu bển của làm ăn khá hơn bên đây. Ở đây nãy giờ ngồi. Thơm dính cá anh Thơm đang về. Nãy giờ bên đây nhớ cầu không dính thì qua đó rồi làm ăn có lý. Mười mấy con rồi, 16 con không đó. À, của tôi dính rồi nha. Gì mà nó ngớp cái này hoài luôn vậy? Coi đem vô bờ nè, y vô cá rồi, cái đó đi. Đây không được, mình phải xạo hoài nó ngớp nè, đó em lên. Nhờ, con cá lớn mà giật dậy đó, mà nói trình độ. Đây trình độ. Đây mày gỡ cho anh trai. Cái này nhỏ quá vậy. Trời ơi, con cá sáng tôi nó xảy rồi. Kê ba con nữa là đủ limit á. Nhỏ mình dính mình cũng bắt luôn chứ giờ mình thả nó ra nó bị chấn hương tội nghiệp đó. Rồi, xong rồi đắng mở con gái. Gái sao gái? Gái rồi hả? Gái đổi chỗ mới thấy Thơm dính rồi, đi qua bển rồi, dặn bển rồi. Thấy chỗ nào dính có cá là nó đi qua chỗ dính. Đây coi anh hai nè. Rồi, lên cái nóc nhà, cái là lên nóc nhà. Cái đập câu của anh hai bị mắc kẹt. Được không con? Đây Ngọc Trâm đây. Đây nè. Nữa. Cái ông đó ông bên kia ông kia ông Mỹ cũng dính kìa. Rồi phụ khở cỡ kìa. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn bự con này bự. Bự nhỏ. Đây, gỡ cho nó. 100. Đủ đồng bọn qua rồi. Đi đây. Quăng đây. Không ăn cái thui vậy. Hết mẹ em nói rồi. Ông Mỹ, ông câu dính hoài sao nó chưa đủ ta. Ê, con chim nó bắt con cá hay không? Ơi, nặng quá, nặng quá. Gớt, gớt, gớt. Đa bàn bắt cá. Thấy cũng điệu nghệ lắm á. Anh hai
nay mới học thảy câu bữa nay Ngọc Trâm nữa. Bữa nay ngày đầu tiên đi học thảy câu. Tập cho lính. Con gái đứng bên mình bên kìa. Hai con nữa đủ rồi đó. Ô con ngỗng bự ghê không? Không quay dữ cho. Không rồi. Vinh à. Chăm về. Vinh. Qua đây làm ăn đi không chịu. Thất bại rồi, không có cái mồi cam nó không thấy đường ra. Ngắn lên chút coi dài lắm. Vậy mà thấy cũng được hay vậy. Quay thùng cá chưa? Chưa. Chỗ kia làm ăn không khá rồi, đổi qua chỗ này rồi đó. Má cá khoai chăng? Có không? Làm như Trâm dính cá rồi đó nha. Thiệt dính rồi, dính rồi. Vô. Ha ha, hay quá. Giờ con mình bệnh phải đi xách câu đi về vòng quanh đây. Quăng sát lên nữa con, quăng cái câu sát lên nữa. Giờ con cầm đi cho nó dễ. Đây, Ngọc Trâm qua bệnh cuối cùng cũng có thành quả rồi. Đây, Ngọc Trâm đang mang cá về. Dậu quá ta. Ủa, sao nó có cái dây như thế? Tại có người ta câu cá dính nó rồi đứt cái dây. Rồi nó còn mắc kẹt ở đâu á. Con câu con gỡ nó ra. Ba lên ba gỡ. Mẹ ơi, phụ Ngọc Trâm. Phụ Ngọc Trâm. Cá đó nó bị mắc câu rồi, nó đứt dây á, nay Trâm câu lên. Người ta câu đứt dây á. Chút xả vậy nha. Mọi người. Rồi mẹ con thắng rồi, con chưa thảy xuống kịp. Thôi thảy đi, cứ thảy. Thôi thả lại đi. Cho anh Trâm cơ hội. Thôi con này nhỏ thả xuống. Thơm cũng quýnh hết trơn, nó chạy rằng nó câu được con trước. Con này nhỏ mà không tính. Thả lại. Con này nhỏ quá, xuống thả lại. Hôm nay đi xuống thả lại chứ không có té nha. Tại đợi cho con Trâm câu dính con cuối cùng. Nó muốn câu chơi cho vui ở nhà. Nó buồn quá chị. Mỗi người câu được có 5 con phải đếm. Không được câu dư. 8, 9, 10, 11,
còn đủ limit rồi, mình muốn câu chơi chút xíu mình câu rồi mình thả nó xuống, nhưng mà không có recommend làm gì. Tại người Mỹ nó hay làm vậy đó. 19 con không? Tổng cộng nhiêu con rồi? 19 con. Nào. Còn con cũng không chảy rồi, không chảy rồi. Chảy hả? Ê, của em vậy hả? Phải không? Con cá bự nhỏ. Con có bự không con? Rồi chảy rồi. Chảy rồi. Anh thấy giật con quay. Đâu vậy? Giật nó. Con nó đi về mà cũng. Làm lại. Nó cuối cùng mà bị mất gốc nữa rồi. Cha bị mất gốc rồi. Không có hả? Tưởng mất gốc rồi nha. Ý, trăm dính rồi đó. Hey, trăm dính rồi đó. Con cuối cùng Ngọc Trâm dính. Rồi. Ngọc Trâm dính con cuối cùng rồi, thắng rồi. Ta da. Về thôi. Giỏi con gái giỏi quá. 20 con rồi, 40 người, 20 con đi về. Rồi, cần thủ này thua rồi, cuốn lên đi nha. Ăn nãy giờ mà kịch kịch hoài không chịu ăn. Thì thua rồi, nói thua đi. Thua. Ok. Đang cần thủ nữa rồi. Cần cũ này chịu thua sớm rồi. Cuốn cao ngồi nè. Anh hai bắt bắt con kéo. Rồi sao vậy? Ừ. Cuốn lại về. Sao lại đó. Thì mình chảy một cái ra, từng lớp nè, rồi mình lấy đôi đồ mình tha lên. Mấy cái thì mình tha lên. Mình giống như làm khô lương thôi nhưng mà ướp khác chút. What juice were you talking about? Đó. Tha lên đây. Xong rồi mình để lên, xong rồi nữa. Càng đầu màu hai lên trước. Còn trước. Đây nè Thơm. Ở đây nè. Ở trong này nè con. Đó. Ở trong trước. Ở đây. Rồi mình để lên. Đó. Trong nhà. Ở trong nhà Thơm ơi. Ok. Đó. Mình cứ tha lên vậy. Cái mình để con khác lên, cái mình cứ tha lên chồng chồng lên vậy đó. Và cái da nó cũng thấm luôn, tại vì mình úp lên đó. Cái da nó dưới nó thấm dưới. Đó. Mình làm vậy nó sẽ thấm đều hơn. Ủa có cái này làm gì em chưa lấy xương hả? Ờ có lấy rồi. Hey babe, can you tell me what it looks like? Orange stuff. I don't see anything orange. Oh, orange. Đó. Cái nào đẹp chưa ha? Chắc mình nghĩ nó cũng ngon lắm nè, không thua gì cá lóc mình đâu. Tại vì thịt nó béo hơn, ngon hơn. Ngon hơn chứ. Ừ, thịt nó ngọt hơn. Này á, xương nó mềm. Here. Con qua lấy cái ly nước xuống để là cái bút của bà, đó. Mình để chồng chồng lên vậy đang cái lớp dưới cái da nó cũng thấm luôn á. Xong rồi đó mình để cái cá lên là con cuối cùng. Chay lên. À, xong rồi mình để vậy rồi mình em quay cho mọi người coi. Đây, Doraemon bưng qua cho ba đi con. Bưng đó. Cảm ơn nhiều. Đây, xong rồi mọi người thấy chưa? Đó, mình ướp xong rồi đó. Giờ mình để đây cho thấm nè, rồi xong rồi mình đem phơi thôi. Màu đẹp không? Để chút xíu ớt bột Korea vô là nó sẽ đẹp liền. Ok, bây giờ đẩy ra đây rồi ngày mai mình sẽ phơi nó.
sáng mình khuê nó, giờ cũng 9-10 giờ tối rồi. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ cắt lên mình làm khuê làm khô nha. Cái này mình làm khô bữa trước. Làm xong rồi mình rửa luôn. Cắt lên này. Cắt lên mình sấy, mình dặn lên sấy gió. Để chồng lên nhau không được đâu, chắc cái dưới này ba con nữa. Đi. Sáng lạnh lẽo để khô chắc là thấy cũng giống chuyên nghiệp quá hả. Ba con là đầy tiêu. Cái bộ ăn ngon đó nha. Đây, cái là được, cái xương nó mềm á, nó có xương như cá lóc. Nhưng nó cũng rất là cứng mà mình cái này mình gọc ra là không còn xương nữa. Thành công rồi. Cái này là chỉ kiểu dẻo, nó gần giống như cái loại smoke nữa. Rất là ngon. Cái sấy nó loại thấp nhất á, sấy gió rồi. Thế này mà mình cảm thấy nó dẻo. Ok, bây giờ để nó sấy tắt một tí. Đây, khô đã xong rồi nè mọi người. Để dẻo nó khô nè, thấy không? Mình làm cho nó dẻo thôi, chứ mình cho nó gáo thôi, chứ mình không có làm khô quá nó sẽ cứng, nó không ngon á. Mình khô dẻo dẻo thôi. Mình sấy cho nó dẻo vậy thôi là được rồi. Ok. Được rồi đó, thành phẩm rồi. Xong rồi cái mình bỏ vô zip lock. Mình để vô trong tủ đá, thì là mình ăn mình đem ra mình chiên hoặc mình nướng á. Đó ao ha. Đây khô mình làm nó ấm đây. Chưa cắt rau đâu, giờ mình cắt ra. Cho nó dễ chiên á. Sao mang mấy con? Mang cái ăn 2 con. Đây, mọi người nhìn đi. Vàng ươm, đẹp mắt không? Quá sao đẹp nha. Không hề khét nha. Chiên rất là khéo nha. Chiên mà không cần coi luôn, vẫn đẹp. À, bây giờ mình kiếm gì xào rau, luộc rau gì ăn chung với cái này coi. Ồ, chứ nóng cơm, nóng cơ. Cơm gà, cơm này nó cơm gà Hải Nam nè. Cô này gỡ lấy xương hết rồi, nó không có xương nữa. Gà sợ tỏi mẹ mới xào nó ngon lắm. Gà ngon không con? Ngon. Nó độc đậu xào đó. Sáng thơm mịch rồi ăn cơm. Ăn cơm với khô. À, Ngọc Trâm thì đòi ăn miếng. Miếng gà. Đây. Cô chú nhìn hấp dẫn không? Đây. Thơm mịch đang hấp súp gà nè. Cô chú thấy súp gà vàng ươm không? Tại sao vàng biết không? Mình bỏ saffron vô. Không ngon Thơm. Hôm qua mới ăn ké với Ngọc Trâm rồi. Chấm cái ăn phụ. Miếng gà, chào mừng miếng gà. Cái miếng mềm chưa? Chấm thấy thịt gà, chấm. Gà khô ngon lắm luôn. Khô cái trao hả mình làm. Thịt nó không có khô. Vàng. Ngon hơn không có tí vàng. Gia đình mình làm khô này mình nó có hơi khô, mình hơi nó hơi
dẻo, nó còn dẻo, nó không bị khô, nên khô ngon lắm, ngọt. Ừ. Nhỏ à? Dạ. Còn cái này mẹ. Cái nó gì nhỏ. Miếng ngon không cặp? Mình làm gì á? Miếng cà mà. Nó xích nữa. Tình gà nó ngon. Ừ, miếng tình gà nó ngon. Rất là những con ăn gì nữa hả? Không có mấy mụn. Cảm ơn mọi người đã xem video cô cái làm khô của mình.